棒。宝宝灯。啊，高长。cảnh sát ping pong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy?Trộm ở đây, tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp. Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua.Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa.Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha.Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Phong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồiMình xin lỗi, cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra, tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp màTôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập bà hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìmMập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao?Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả?Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cắp mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có màu
màu cam và sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Rồi, nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa. Màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Oh, bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hỏng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm ca mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi, mình sẽ ăn hết kem luôn. À... Kem sao? Là kem của ta mà, trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. À, ơi không. Nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã, ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là... Hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nhé. Một, hai, ba. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ông đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Ping Phong? Bắt tên trộm Ping Phong mau!
mình đang ở công viên thế giới khủng long cùng gia đình nè. Mình rất hào hứng. Bạn nghĩ chúng ta sẽ thấy những loài khủng long nào đây? Được rồi, đi thôi. Hả? Lạ quá. Mẹ ơi, nhìn kia kìa. Ồ không, tấm bảng bị hỏng rồi. Mẹ nghĩ đã có chuyện gì đó. Có vẻ như có chuyện gì xảy ra bên trong công viên rồi. Cùng vào trong nào. Có chuyện gì ở đây vậy? Chỗ này thật là lộn xộn. Mọi người, chạy mau đi. Quái vật Pterosaurus đang ở đây. Chúng sẽ chộp lấy bạn cho mình xem. Công viên giải trí đúng là thảm họa, cũng tại chúng mà. Quái vật Pterosaur. Quang, ba ơi, thằng ơi, ba ơi, mẹ ơi. Mình phải làm gì đây? Quái vật Pterosaur bắt cả nhà mình đi mất rồi. Mình chắc chắn các bạn sẽ giúp mình mang họ về. Các bạn cùng mình bắt đầu đi tìm cả nhà nhé. Bọn quái vật Pterosaur này, sao chúng dám bắt gia đình mình chứ? Nhưng hy vọng vẫn còn, mình sẽ cứu được cả nhà thôi. Các bạn hãy cùng mình tìm cá mập ong trước nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nha. Trực giác mình bảo rằng cá mập ong đang ở quanh đây. Ồ, có gì chuyển động ở kia kìa. Ôi, lỡ như Pterosaurus thấy tôi thì sao? Tôi phải tìm chỗ khác trốn thôi. Đó là Triceratops. Cái sừng to kia trông giống như đuôi của cá mập ong vậy. Vậy cá mập ong đang ở đâu đây ta? Tôi không phải là cá mập ong. Tôi nghĩ đã nhìn thấy ông ấy ở gần cái ao. Bạn nên tìm cá mập ong và rời khỏi đây mau đi. Pterosaurus có thể quay trở lại đó. Cảm ơn, Brachiosaurus. Gần cái ao sao? Thấy cái đuôi của ông rồi. Cá mập con, cảm ơn con nhiều lắm. Ông ơi, vui quá, ông không sao rồi. Ông ước sao cả nhà chúng ta đều ở đây cùng nhau. Cá mập con, sao con không đi tìm cá mập bà, trong khi ông giúp các bạn khủng long ẩn náu ở đây? Đừng lo lắng ông ơi, con sẽ đi cùng các bạn và tìm ra cá mập bà ngay thôi. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm cá mập bà nào. Ôi không, núi lửa sắp phun trào rồi. Nhanh nào, chúng ta phải tìm cá mập bà nào. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Hả? Là ai đây? Cẩn thận! Tôi có những chiếc gai rất nhọn ở đuôi đó. Mình xin lỗi, Stegosaurus. Suýt nữa mình bị đuôi nhọn của bạn đâm phải rồi. Có cái đuôi gì đang chuyển động ở kia kìa. Ôi trời! Tôi tưởng lũ quái vật Pterosaurus tới đây để bắt tôi chứ. Cá mập con, bạn không nên ở đây. Núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào đó. Ankylosaurus nói phải. Mình nghĩ núi lửa sắp sửa phun trào rồi. Mình phải tìm ra cá mập bà. Bà có ở đây không? Cá mập con, vui quá, con không sao rồi. Cảm ơn các bạn đã giúp cá mập con tìm ra tôi. Bà ơi, nhìn ngọn núi lửa kìa. Bà phải đưa những quả trứng này đến nơi an toàn.
Cá mập con hãy đi tìm những thành viên còn lại nhé. Suýt nữa thì cùng nhau tìm cá mập ba nào. Bà ở đâu rồi? Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, cái gì dưới nước vậy? Chắc là cá mập ba rồi. Ba mừng bơi giỏi lắm. Hả? Bạn không phải là quái vật Pterosaurus. Hãy cẩn thận. Bạn không biết khi nào quái vật Pterosaurus sẽ xuất hiện đâu. Đó là Mosasaurus, không phải ba. Cùng tìm cá mập ba lại nào. Mình thấy cái đuôi màu xanh kia kìa. Người dám chạm trứng của ta sao? Quái vật Pterosaurus kia. Là Tyrannosaurus, vương của loài khủng long. Tôi không cố ăn trộm trứng của ngài đâu. Là ngươi à, cá mập con. Ta tưởng ngươi là một con quái vật Pterosaur trộm trứng chứ. Ở đây nguy hiểm lắm. Ngươi nên trở về với gia đình mình đi. Có một cái đuôi màu xanh khác ở đằng kia. Cảm ơn cá mập con. Bà đã rất lo lắng vì tất cả chúng ta đều bị Pterosaur bắt giữ, ngoại trừ con. Nhờ các bạn giúp đỡ nên con mới tìm thấy ba đó. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cá mập con đã tìm thấy cá mập mẹ chưa? Dạ chưa. Nhưng ba đừng lo lắng. Con biết con và các bạn ở đây sẽ tìm được mẹ sớm thôi. Cá mập con nhìn kìa, một quái vật Pterosaur khổng lồ. Nó đang đi đâu vậy? Cá mập mẹ có thể ở đằng kia. Hãy bí mật theo dõi Pterosaur khổng lồ nào. Nó đâu mất rồi? Ồ, Pterosaur khổng lồ đang ngủ ở đằng kia kìa. Các bạn, chúng ta phải thật sự im lặng để quái vật Pterosaur khổng lồ không thức dậy trong khi ta đi tìm mẹ nhé. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Hãy tìm ở kia xem, còn thấy có gì màu hồng đằng sau tảng đá kìa. Ủa, chỉ là những trái cây màu hồng. Tiếp tục tìm nào. Mình phải làm gì đây? Con sợ Pterosaur sẽ thức dậy mất. Ở kia thì sao? Tìm được cá mập mẹ rồi. Ôi trời, cá mập con, sao con tìm thấy mẹ vậy? Mẹ ơi, ta hãy mau chạy, kẻo Pterosaur khổng lồ sẽ thức dậy đó. Pterosaur khổng lồ thức dậy rồi kìa. Ôi không! Các người định chạy đi đâu hả? Công viên giải trí khủng long này giờ đó là của ta rồi. Dừng lại, ta sẽ không cho người đụng đến gia đình của ta đâu. Cái gì? Chúng ta phải cắt lưới bằng hàm răng sắc nhọn của mình. Bà ơi, ông ơi, cảm ơn ông bà. Ta bật trời đó. Nhưng các người không thể đánh bại ta đâu. Các bạn, hãy cổ vũ gia đình mình để có thể đánh bại quái vật Pterosaur nào. Chúng ta đã đuổi được Pterosaur bay đi rồi. Cảm ơn rất nhiều. Công viên giải trí khủng long đã yên bình trở lại. Tất cả nhờ gia đình cá mập. Đừng quên các bạn của mình nữa. Nhờ các bạn giúp đỡ, mình mới tìm lại được gia đình của mình.
và bảo vệ công viên giải trí khủng long. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Sợ quá đi. Mình thấy có nhiều bạn bị gãy xương lắm. Cùng bắt đầu chữa trị ngay thôi. Người đầu tiên, Hưu Cao Cổ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đánh nhau đến đau cổ rồi. Cổ của mình. Vậy là bạn đã bị thương cổ rồi. Ôi ôi ôi, cái cổ của mình. Đừng cố gắng quá. Để mình xem qua cái đã. Các bạn đã sẵn sàng cùng mình trị bệnh chưa nào? Mình nghĩ bạn đã bị gãy xương rồi. Hãy chụp X-quang nào. Được rồi, cùng đếm đến 3 nhé. 1, 2, 3. Ôi không, xương cổ đã bị gãy thành nhiều mảnh rồi. Cùng sắp xếp xương lại đúng vị trí nào. Kiểm tra thật kỹ kích cỡ và màu sắc rồi đặt chúng lại với nhau nào. Yeah! Tốt lắm! Hả? Không! Ôi, cổ của mình! Ôi không! Mình xin lỗi! Tập trung nào! Nào, cái to nhất trước! Được rồi, đó là cái xương cuối cùng. Woohoo! Xương cổ đã ngay ngắn trở lại. Bạn làm tốt lắm. Giờ mình sẽ băng cổ lại để nó mau lành nhé. Chọn cái nào cho đẹp đây ta? Được rồi, cái băng có hình cầu vồng nhé. Chữa xong rồi. Cầu vòng sắc màu. Hư cao cổ ngầu quá đi. Ủa? Hư cao cổ giờ thì cổ chẳng còn đau. Chữa xong rồi. Ê, mình rất thích cái băng cầu vòng này. Mình cảm ơn. Thật vui khi bạn thích nó, Hư Cao Cổ à. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi không thể bay, ôi đau quá đi. Ow, cánh của tôi. Bạn đã bị thương ở xương cánh rồi. Nhói quá, đau ghê, ôi đau quá đi. Bác sĩ ơi, liệu tôi có thể bay lại được không? Đừng lo mà, mình sẽ giúp bạn bay trở lại. Mình cần chụp X-quang để xem liệu bạn có bị gãy xương không. Một, hai, ba. Ủa, xương cánh của bạn đã bị mòn rồi. Mình nghĩ bạn cần được phẫu thuật đó. Liệu phẫu thuật xong, tôi có thể bay lại được không? Tất nhiên. Để mình giúp bạn nhé. Mình sẽ gây mê cho bạn và bạn sẽ không đau trong lúc phẫu thuật đâu. Trước tiên, cần cạo sạch lông để mình thấy xương được rõ hơn nhé. Được rồi. Các bạn,
cùng tìm mảnh xương cánh đặt vào đây nhé. Cái này không đặt vào được. Cùng thử cái nhỏ hơn nào. Cái này thì quá nhỏ. Là một con rắn. Nó đây rồi. Giờ thì khâu lại nào. Nói những số giống nhau từ trên xuống dưới nhé. Đã khâu vết thương xong rồi. Cuối cùng, hãy đặt lông trở lại để không lộ vết thương nhé. Tuyệt vời! Phẫu thuật cánh đã thành công. Đại bàng ơi, tu đu đu tu đu giờ đã bay, tu đu đu tu đu lại được rồi, tu đu đu tu đu phẫu thuật xong rồi. Wow, tôi bay lại được rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đang đi săn thì đâm phải tảng đá nè. Thì ra bạn đã gãy chân. Ôi, chân tôi đau quá đi. Khủng long như tôi mà lại bị ngã lúc đi săn, xấu hổ quá đi. Không sao mà, ai cũng có sai lầm mà. Mình sẽ chữa cho bạn ngay. Mình sẽ chụp X-quang trước nhé. Được rồi, sẵn sàng nào. Rõ ràng rồi, chân của bạn đã bị gãy xương. Hãy sắp những mảnh xương bị gãy lại với nhau nào. Có đau lắm không? Hãy cố gắng xíu nha. Xong rồi. Để cho xương mau lành lại, mình sẽ bó bột để cố định chân của bạn lại. Dùng băng vải quấn vòng quanh nè. Xong rồi. Cuối cùng, mình sẽ lấy nạng chống cho bạn nhé. Bạn thích màu nào nè? Xanh. Tôi thích màu xanh dương kia, giống như hoa văn trên người tôi nè. Màu xanh là thích hợp nhất. Bạn khủng long, tu đu đu tu đu giờ thì chân, tu đu đu tu đu đã lành rồi, tu đu đu tu đu chữa xong rồi. Cảm ơn, bạn giỏi lắm. Cảm ơn. Thật vui khi công tác chữa trị đều thuận lợi. Mọi người về cẩn thận nhé. Cảm ơn rất nhiều. Các bạn, thật vui khi hôm nay được cùng nhau khám chữa bệnh. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Tạm biệt. Ngủ ngon quá. Chào các bạn. Hôm qua là lễ Halloween nên mình đã đi xin kẹo cùng cả nhà nè. Nhìn nè, mình nhận được rất nhiều kẹo và sô-cô-la đủ sắc màu. Mình sẽ để dành phần này. Còn phần này, hôm nay mình sẽ ăn nha. Ôi trời. Sợ quá đi. Halloween đã qua rồi mà. Đừng hù con. Mẹ à, ba à, mọi người làm sao vậy? Chạy nhanh
mình bị biến thành zombie hết rồi. Cá mập con, mình nghe nói virus zombie đang lây lan khắp đại dương đó. Mình có 4 viên thuốc nè. Mình gửi cho bạn nhé. Mình sẽ gửi thêm cho bạn nếu có thêm thuốc. Cẩn thận nha. Được rồi, cảm ơn Ping Phong. Là thuốc của Ping Phong gửi nè. Mình cần cho cả nhà uống thuốc để có thể trở lại bình thường. Các bạn giúp mình được không? Mẹ ơi, ôi sợ quá. Phòng yêu thích của mẹ là phòng ngủ, nên hãy tìm mẹ ở đây nào. Nè bạn ơi, giúp tôi đi nào. Tìm ca mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi ca mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ơ, đuôi màu hồng. Phải mẹ không ta? Ê, đừng đụng vào ta. Ơ, tiên cá cũng bị biến thành zombie rồi. Cùng tìm mẹ lại nào. Ồ, mình cũng thấy cái đuôi màu hồng kìa. Mẹ ơi. À, mẹ ơi, đừng như vậy chứ. Nè, mẹ uống thuốc đây. Ồ, cá mập con, có chuyện gì vậy? Cả nhà mình đã bị biến thành zombie vì bị nhiễm virus zombie. Mẹ vừa trở lại bình thường nhờ uống thuốc đó. Oh, cảm ơn cá mập con. Hãy cùng đi giải cứu những thành viên khác nào. Cá mập con, mẹ sẽ kiểm tra nhà vệ sinh. Nếu còn thấy thành viên nào khác thì hãy gọi cho mẹ nhé. Dạ mẹ. Tìm ba ở đâu bây giờ? Ba ơi. Các bạn, mình nghĩ cá mập ba đang ở quanh đây thôi. Cùng giúp mình tìm nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ba ơi, ba có đây không? Đói quá, đói quá. Ăn đi. Sợ quá đi. Nhưng ba ở đâu rồi ta? À, tìm được rồi. Phải cá mập ba không? Không, cá mập con, lùi lại. Cá mập con, ném thuốc đi con. Anh yêu, có nghe em nói không? Ồ, anh vừa nằm mơ sao? Sao anh lại ở đây? Cả nhà chúng ta đã bị nhiễm phải virus zombie. Cá mập con đã dùng thuốc cứu chúng ta đó. Ôi trời, cảm ơn con nhiều nhé cá mập con. Nhờ vào thuốc mà Ping Phong đã gửi cho con đó. Nhưng ta cũng cần cứu các bạn bè khác trong đại dương nữa. Hả? Hình như có ai đi ra ngoài kìa. Con nghĩ là cá mập âm và cá mập bà đó. Nhanh nào, đi theo họ thôi. Bà ơi, ông ơi. Họ đi đâu rồi? Ôi, bà ơi. Bà đang trốn sau bí ngô kìa. Các bạn, giúp mình với. Hãy hô lên nếu bạn thấy cá mập bà nhé. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Bà ơi, bà có đây không? Ồ, chắc là không có đây đâu. Vậy ở đây thì sao? Không có luôn. Bà ở đâu chứ? Cá mập con, ném thuốc mau đi. Đầu của tôi.
Bà ơi, bà có sao không? Có chuyện gì vậy? Cả nhà ta đã bị nhiễm virus zombie và cá mập con đã cứu chúng ta đó. Vậy sao? Cảm ơn cá mập con. Còn cá mập ông đâu rồi? Là cá mập ông kìa. Tụi con sẽ đi kiểm tra. Các bà hãy ở đây nha. Không, ta sẽ đi tìm cá mập ông. Cá mập con, đi theo bà. Dạ được, thưa bà. Cá mập con, hãy đi tìm cá mập ông và cứu ông ấy trở lại bình thường nào. Dạ được, cùng tìm ông nào. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ông nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi của cá ông là đuôi màu xanh lá. Ông ơi, ông đâu rồi? Sao người dám gõ cửa của ta? Là thuyền trưởng hút xấu tính. Vẫn xấu tính như ngày nào. Con nghĩ đó là ông. Đâu? Ở đây hả? Ông à, đừng như vậy nữa mà. Cá mập con, ném thuốc đi nào. Dạ. Ôi không, con ném xa quá rồi. Cá mập con. Mẹ ơi, ba ơi, con phải làm sao đây? Con làm mất thuốc rồi. Hả? Ôi không. Mẹ nghĩ ta phải làm cá mập ông bình tĩnh lại đã. Dừng lại đi, ông ơi. Là tụi con, gia đình cá mập đây. Ôi không, ông ơi, con phải làm gì đây? Đúng rồi. Cá mập ông, uống thuốc nào. Ông ơi. Ông mà, sao ông không nhận ra cả nhà chứ? Tôi xin lỗi. Mọi người có sao không? Dạ, cả nhà vẫn ổn. Nhân tiện, Biên Phong tìm được nhiều thuốc rồi nè. Vâng, mình đã tìm được thuốc để giúp bạn bè đại dương rồi nè. Cảm ơn Biên Phong rất nhiều. Cả nhà ta cùng đi giúp những người bạn đại dương nào. Vâng, cùng đi thôi. Tất cả sẵn sàng chưa? Cùng đếm đến ba và ném thuốc nha. 1, 2, 3. Mọi người trở lại bình thường rồi. Vui quá, mọi người đã trở lại an toàn. Mọi người đã vất vả nhiều rồi. Hãy về nhà nghỉ ngơi và ăn gì đó thật ngon nào. Thật tuyệt vời. Các bạn, hôm nay đã làm rất tốt. Cùng về nhà nghỉ ngơi thôi nào. Cá mập con tu 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 tu. Cá mập con tu 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 tu. Hả? Cái gì đây? Bánh cupcake sao? Trông ngon quá đi. Có tờ ghi chú nữa nè. Gia đình cá mập thân mến, chúng tôi xin lỗi vì lần ăn trộm trước đây. Xin nhận những chiếc bánh cupcake xin lỗi này. Mong các bạn sẽ thích chúng. Chúc một ngày tốt lành. Cá mập con. Hả? Con đang làm gì đó? Mẹ ơi, nhìn nè. Gia đình cá mập trộm cắp gửi bánh cho chúng ta nè. Và họ gửi lời xin lỗi vì đã ăn trộm lần trước. Thật vậy sao? Wow, mùi thơm quá đi. Hãy mang vào nhà và chia sẻ với cá mập ba, cá mập bà và cá mập ông nào. Dạ. Cảm ơn vì những chiếc bánh.
Ôi, tôi thấy lạ quá. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Cá mập con đừng ăn cái bánh đó nha. Ôi không, cả gia đình mình đã bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh này. Các bạn ơi, mình nghĩ gia đình cái mạch trộm cắp đã làm những chiếc bánh này bằng thuốc thu nhỏ và đưa chúng cho gia đình mình. Mình nên làm gì đây? Sao? Gia đình cái mập trộm cắp đang ở phía sau mình hả? Gia đình cái mập trộm cắp, trả gia đình lại cho ta mau. Đáng ra ngươi phải biết chứ, tội nghiệp chứ kìa. Không, dừng lại. Đi mà tìm gia đình của ngươi đi. Các bạn ơi, mình nên làm gì đây? Mình biết họ ở đâu đó trong nhà, nhưng mình không chắc có thể tìm thấy vì họ siêu nhỏ. À, Binfon sẽ có cách giúp mình thôi. Gọi hỏi bạn ấy nào. Binfon ơi, giúp mình với. Cá mập con, có chuyện gì vậy? Có rắc rối to rồi. Ba, mẹ, ông, bà của mình, mọi người đều bị thu nhỏ sau khi ăn những chiếc bánh của gia đình cá mập trộm cắp. Sao? Họ ổn chứ? Gia đình cá mập trộm cắp hỏi họ bay mất rồi. Giờ mình không biết tìm ở đâu hết. Đừng lo nè, cá mập con. Mình biết cách làm những chiếc bánh có thể mang họ quay trở lại. Nhưng trước tiên, mình sẽ phải lấy cho bạn một chiếc kính lúp. Nó sẽ giúp bạn tìm thấy gia đình nhỏ của bạn. Tuyệt lắm, cảm ơn Bình Phong. Cá mập con, đây là kính lúp của bạn nè. Mình sẽ bắt đầu làm bánh. Bạn hãy bắt đầu tìm kiếm gia đình của bạn đi. Chắc họ đang sợ hãi lắm. Cảm ơn Binh Phong. Các bạn cùng đi tìm lại gia đình với mình nha. Mọi người ở đâu nhỉ? Ở đây thì sao ta? Có rất nhiều màu xanh kìa. Cá mập bà chắc đang ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ba nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ba nè là đuôi màu xanh. Ồ, một cái đuôi màu xanh. Ba ơi, là một cái nẻ. Hãy cẩn thận đừng để bị đâm nhé. Phải cái đuôi này là của cá mập ba không ta? Con tìm thấy ba rồi nè. Ba ơi, ba có sao không? Có bị đau không? Ba ổn, cảm ơn con đã tìm thấy ba nha. May quá đi, hãy cùng mình đi tìm những thành viên còn lại nào. Mẹ ơi, bà ơi, ông ơi. Không có ai ở đây sao? Ba ơi, hãy đi tìm chỗ khác nào. Được thôi. Ồ, các bạn, có phải ngôi nhà búp bê vừa chuyển động không? Nhìn thử xem nào. Wow, màu hồng ở khắp mọi nơi. Mình khá chắc sẽ có thể tìm thấy cá mập mẹ ở đâu đó quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập mẹ đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập mẹ là đuôi màu hồng nha. Ồ, đây rồi, cá mập mẹ. Ồ, chỉ là một cái gương cho búp bê thôi. Để lại chỗ cũ nào. Cá mập mẹ ở đâu rồi ta? Phải cái đuôi màu hồng ở sau tấm rèm không? Tìm thấy cá mập mẹ rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ không sao, cảm ơn con đã tìm thấy mẹ nhé. Mừng quá, mẹ không sao cả. Mẹ ơi, ba ơi, chúng ta cần tìm cá mập ong và cá mập bà nữa. Hãy đi kiểm tra các phòng khác nào. Cá mập ong và cá mập bà ở đâu rồi ta?
Ở đây hay ở kia? Bồn tắm toàn là bong bóng kìa. Thử tìm ở đây xem nào. Wow, có nhiều thứ màu cam ở đây quá. Chắc cá mập bà đang ở quanh đây thôi. Nè bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Đuôi màu cam kìa, chắc đây là cá mập bà rồi. Ủa, là William. Bạn đang làm gì ở đây? Mình hả? Mình đang đi tắm mà. Ồ, mình thấy rồi. Vậy thì trong hai cái đuôi này, cái nào là của cá mập bà nhỉ? Đuôi màu cam kìa, mình chắc chắn đây là đuôi của cá mập bà. Tìm thấy rồi, cá mập bà ơi. Cảm ơn đã tìm thấy bà, cá mập con à. Vui quá, cá mập bà cũng không bị sao cả. Giờ thì ta chỉ cần tìm cá mập ong nữa thôi. Đi nào. Cuối cùng, cá mập ong đang ở đâu nhỉ? Thật khó để tìm thấy cá mập ong trong phòng khách rộng lớn này. Ồ, có lẽ ở gần ngăn kéo đó. Nó toàn những thứ màu xanh lá cây. Cá mập ong có thể ở đó. Đi nào các bạn. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập ong nè. Và hãy nhớ chiếc đuôi cá ong màu xanh lá bạn nhé. Đuôi xanh lá. Mới tìm đã thấy ong rồi. Cá mập ong. À, cá mập ong, nguy hiểm quá. Ông ơi, ông có sao không? Có bị đau không? Ồ, ông không sao. Đã lâu rồi ông chưa vận động gì hết. Chỉ là hơi đau lưng một chút thôi. Con lo lắng lắm đó. Bà ơi. Ủa? Mẹ ơi. Ủa? Bà ơi. Oh. Ông ơi. Yeah. Mừng quá, tìm được mọi người rồi. Cá mập con. Ủa? Mình tới rồi. Là Ping Pong. Lại đây, nhanh nào. Đây, mình đã làm những chiếc bánh thần kỳ. Sau khi ăn xong, cả nhà sẽ trở lại kích thước bình thường. Cảm ơn Ping Pong. Cùng ăn bánh thôi nào. Trở lại kích thước bình thường rồi. Mẹ ơi, ba ơi, bà ơi, ông ơi. Ồ, cá mập con, ổn cả rồi. Vui quá, cả nhà trở lại bình thường rồi. Thật may quá, không ai bị thương hết. Đúng vậy, nhờ cá mập con và Ping Pong, cả nhà đã trở lại bình thường mà không bị thương gì cả. Cảm ơn Ping Pong. Cảm ơn cá mập con. Con đã không làm được nếu không có bạn bè giúp đỡ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn. Ồ, vì Ping Pong và cá mập con đã giúp ta, bà sẽ nấu một vài món ăn thật ngon cho cả nhà. Hãy cùng thưởng thức nha. Wow, ba ơi, ba là nhất luôn. Đi nào, các bạn. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Ủa? Bác sĩ ơi, giúp chúng tôi với. Hả? Là những quái vật Halloween đáng sợ. Nhưng đáng sợ quá. Nhưng hãy can đảm lên để còn chữa bệnh cho họ nào. Người đầu tiên, ma cà rồng, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Ta đã bị gãy răng rồi. Âu âu. Ồ, nhìn kì răng nanh đây.
đau qua đi ta không thể nhai. Làm ơn chữa cho ta để ta còn hút máu nữa. Máu hả? mình sẽ chữa ngay thôi. Mình sẽ chụp X-quang để xem tình trạng chỗ răng bị gãy của bạn. Đây rồi. Ôi không, răng nanh của bạn đã bị gãy hết rồi. Nếu để như vậy thì nguy hiểm lắm. Các bạn cùng nhổ răng nanh bị gãy ra nhé. Xong rồi. Cuối cùng mình sẽ trồng lại răng nanh mới. Ta là ma cà rồng đáng sợ nên hãy chọn răng thật nhọn nhé. Wow, răng nanh mới của bạn trông tuyệt quá. Ma cà rồng ơi, chu đu đu tu đu giờ đã có, chu đu đu tu đu răng nanh mới, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá, các bạn có muốn uống một ngụm máu tươi cùng ta không? Không, không, cảm ơn. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Hôm qua tôi đã nhảy rất nhiều. Ồ, cái gì vậy? Nhìn kìa bộ xương bạn đang yếu đi. Tôi rất muốn nhảy múa, hãy giúp tôi. Thôi không, có trường hợp khẩn cấp, hãy mau đến phòng cấp cứu thôi. Nào, từng bước một, hãy đặt bộ xương về đúng chỗ nhé. Cái này trông như xương sườn vậy. Đúng rồi, đúng là xương sườn rồi. Còn cái này trông như là xương chậu vậy. Đúng rồi. Yay, xương sọ nữa. Giỏi lắm. Cùng xếp xương bàn chân nào. Bạn có đang xếp đúng không đó bác sĩ? Sợ quá đi. Đây không phải là bàn chân mà là bàn tay. Mình nhầm lẫn rồi. Xương bàn tay nằm ở cuối cánh tay. Và cái này là xương bàn chân. Xong rồi. Vui quá. Bộ xương đã chuyển động trở lại. Bộ xương ơi, chu đu đu tu đu giờ bạn đã, chu đu đu tu đu hồi phục rồi, chu đu đu tu đu chữa xong rồi. Wow, giờ bạn có thể nhảy múa trở lại rồi. Cảm ơn. Người tiếp theo. Ủa, mà xôi. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã đâm đầu vào cành cây nhọn. Âu, đau quá. Nhìn đầu bạn xem, đang có vết thương. Đau quá đi thôi, xin hãy giúp tôi. Nào, bình tĩnh lại. Chắc là đau lắm, mau giúp bạn ấy nào. Ta cần dọn cái mẹ nhện kia đã. Bạn chắc hẳn là đang đau lắm phải không? Mình sẽ giúp bạn làm sạch vết thương để nó không trở nặng nhé. Sẽ hơi đau một tí thôi. Xong rồi. Mình nghĩ bạn cần khâu 4 mũi. Cố lên nhé. Sẽ xong ngay thôi.
1 2 3 4 Những mũi khâu thật đẹp. Mình sẽ dán bằng cá nhân lại ngay. Dán bằng cá nhân lên vết thương nè. Hoàn thành rồi. Bạn giỏi lắm, ma sói à. Bạn ma sói tu du du tu du giờ thì đã tu du du tu du chẳng còn đau, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn rất nhiều. Không có gì. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã bị thuốc đông văng lên mặt. Mặt bạn bị sưng đen nhưng đom to. Nhất quá đi thôi, ơi đau quá nè. Cố gắng chịu đau một xíu nhé. Để mình xem qua cái nào. Các bạn cùng nặng những cái mụn ra nào. Đầu tiên dùng kim nhọn chọc thủng nè. Xong rồi, giờ thì hãy nặng chất độc bên trong những chỗ mụn kia ra hết nhé. 1 2 Xong rồi. Giờ thì bôi thuốc lên vết thương cho nó không để lại sẹo nhé. Wow, mặt bạn sạch đẹp lại rồi. Bạn phù thấy tu du du tu du nhưng muốn nước, tu du du tu du đã biến mất, tu du du tu du chữa xong rồi. Cảm ơn rất rất nhiều. Tôi sẽ tặng bạn một món quà. Đây là con mắt dơi quý giá của tôi. Cảm ơn. Dạ thì tôi đây đây. Mọi người về nhà cẩn thận nhé. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Nhờ tất cả các bạn đó. Lần sau cùng mình giúp đỡ mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Hôm nay Ping Pong sẽ chơi với gia đình cá mập con. Ping Pong lặn sâu xuống dưới biển. Gia đình cá mập không có ở nhà. Họ đâu nhỉ? Cá mập con, bạn đâu rồi? Mọi người đã đi đâu rồi? Ồ, cá mập con đã để lại lời nhắn cho Ping Pong. Ping Pong, chúng em đang chơi trò trốn tìm. Tìm bọn em đi. Cùng nhau đi tìm gia đình cá mập nhé. Hãy tìm cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh, cá mập ba. Bạn có thấy không cá mập ba? Đuôi xanh, cá mập ba. Ồ, đây rồi. Khô, tôi là sư tử biển. Bạn sẽ nghe tôi chơi violin chứ? Đó có phải là cá mập ba không? Chào Ping Pong, bạn sẽ chơi với tôi chứ? Đó là bạn cá heo. Tìm cá mập ba một lần nữa nào. Ồ, mình nghĩ mình đã tìm thấy cá mập ba rồi. Chính xác, tôi đây, cá mập ba. Cá mập ba du 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 cá mập ba. Hãy tìm cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi cá mập mẹ. Bạn có thấy không cá mập mẹ? Hồng đuôi cá mập mẹ.
Ồ, Ping Pong, sẽ tốt hơn nếu bạn là một hoàng tử. Rất tiếc, xin lỗi nàng tiên cá, tìm cá mập mẹ một lần nữa nào. Và bạn là... Làm tốt lắm, Ping Pong, bạn đã tìm thấy tôi. Cá mập mẹ, tu 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 tu, cá mập mẹ. Còn một cái đuôi hồng nữa. Đó là ai? Này, tôi có thể lừa được bạn, Ping Pong. Đó là bạn, sao biển? Tôi không bị lừa đâu. Hãy tìm cá mập bà. Bạn có thấy không cá mập bà? Đuôi màu cam, cá mập bà. Bạn có thấy không cá mập bà? Đuôi màu cam, cá mập bà. Có hai loại đuôi. Một là đuôi hai vây, và cái còn lại là đuôi đinh ba. Cái nào là đuôi của cá mập bà? Đuôi của cá mập bà là cái này. Con tìm được bà rồi, Ping Pong, làm tốt lắm. Cá mập bà, tu 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 tu, cá mập bà. Đuôi của ai thế này? Đuôi của tôi. Tôi là Tôm Càng. Bây giờ đã đến lúc đi tìm cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Bạn có thấy không cá mập ong? Đuôi xanh la, cá mập ong. Ồ, đó là cá mập ong. Sao bạn dám chạm vào mình? Mình sẽ đầu độc bạn đấy. Ôi trời, bạn sứa sẽ đầu độc mình. Mình nên làm gì? Này, cháu đang làm gì ở đây? Không, không, không có gì. Ồ, thật tuyệt khi cá mập ong giúp chúng ta. Cảm ơn cá mập ong. Đừng cảm ơn. Ông chỉ làm những gì đúng. Cá mập ong đu 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 đu, cá mập ong. Và bây giờ chúng ta phải tìm cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con? Màu vàng đuôi, cá mập con. Bạn có thấy không cá mập con? Màu vàng đuôi, cá mập con. Em có ở đó không? Không có ai ở đây. Còn ở đây thì sao nhỉ? Không ai ở đây cả. Em đang ở đâu cá mập con? Hay là em ở đây? Được rồi, tìm thấy em rồi. Chị biết đấy, em có thể trốn tốt hơn thế nhiều. Cá mập con, tu 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 tu, cá mập con. Cá mập con, cá mập mẹ, cá mập bà, cá mập ba và cá mập ông. Chúng ta đã tìm thấy tất cả gia đình cá mập. Làm tốt lắm, Ping Pong. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc. Chào các bạn. Nếu bạn bị bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Không biết hôm nay ai sẽ tới khám bệnh đây? Hả? Ồ, mình nghĩ một vài người bạn bị bệnh đã tới rồi. Ôi không, cho mọi người bệnh nặng quá, phải vào chữa bệnh nhanh thôi. Theo mình nào, các bạn. Người đầu tiên, cá mập mẹ, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đã vô tình bị bỏng nước rồi. Nóng quá, ôi. Bạn đã bị bỏng nước rồi. Ôi, đau quá đi.
tay của cá mập mẹ sưng phồng lên rồi. Y tá, hãy sẵn sàng công tác chữa trị nào. Các bạn, chúng mình cùng nhau giúp cá mập mẹ thấy đỡ hơn nha. Cá mập mẹ ơi, mẹ có đau lắm không? Tụi con sẽ chữa cho mẹ, mẹ sẽ thấy đỡ đau hơn. Đầu tiên, cùng làm mát chỗ bị phỏng dưới vòi nước sạch. Ồ, có tới 2 cái vòi nước kìa. Nên dùng cái nào đây? Cái đầu tiên hay cái thứ hai? Được rồi, cùng thử cái thứ hai nhé. Hả? Sao nước không chảy ra gì hết vậy? Ôi trời, sợ quá đi. À, là một con rắn đáng sợ. Con xin lỗi cá mập mẹ, con sẽ chữa lại cho mẹ ngay. May quá đi, vây của cá mập mẹ đỡ phồng rồi. Nào, cùng thoa ít thuốc mỡ lên chỗ bị phồng nước nhé. Ôi, âu, âu, âu. Ôi không, có đau lắm không mẹ? Cố gắng xíu nhé. Wow, chỗ phồng nước đã xẹp rồi. Cuối cùng, hãy băng vết thương lại để không bị nhiễm trùng nhé. Các bạn, cùng chọn một màu yêu thích nào. Màu cam hả? Được thôi. Xong rồi. Cá mập mẹ đúng là dũng cảm. Nó sẽ không đau nữa đâu. Giờ thì chẳng tu 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 chẳng còn đau, tu 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 chữa xong rồi. Bác sĩ, y tá và các bạn à, cảm ơn nhiều lắm. Thật vui khi mẹ đã đỡ hơn. Lần sau nhớ cẩn thận với nước nóng để không bị đau nữa nhé. Người thứ hai, Ping Pong, xin mời vào. Chữa trị cho Ping Pong thật nhanh để vết thương không trở nặng nhé. Cố lên nhé Ping Pong, mình sẽ giúp bạn thấy đỡ hơn nè. Các bạn hãy cùng làm sạch vùng da xung quanh vết thương trước nhé. Ôi đau quá. Sạch sẽ rồi. Ồ, bạn làm tốt lắm. Cùng thoa thuốc lên nào. Vết thương sắp lành rồi nè. Hả? Cuối cùng, chúng ta hãy dán băng cá nhân lên vết thương nhé. Ping Pong, bạn thích loại băng cá nhân nào? Mình muốn cái băng có hình khủng long. Wow, Ping Pong đã khá hơn rồi. Giờ thì chẳng tu 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 chẳng còn đau, tu 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 chữa xong rồi. Cảm ơn các bạn, giờ mình có thể đi chơi được rồi. Tụi mình rất vui khi Ping Pong đã cảm thấy khỏe hơn. Người thứ ba, cá mập ba, xin mời vào. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi ho sổ mũi, tôi đã bị cảm rồi. Ôi lạnh quá. Ồ hình như bạn đã cảm rất nặng. Ôi không, ôi không. Achoo.
Các bạn hãy cùng nhau chữa trị để cá mập ba có thể khỏe lại nhé. Hãy dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cá mập ba trước nào. Ôi không, ba đang bị sốt cao. Hãy mau hạ nhiệt độ của cá mập ba xuống nào. Ôi, chúng ta hãy xử lý nước mũi màu vàng đi nào. À, quái vật nước mũi. Cùng loại bỏ quái vật nước mũi nhanh nào. Wow, quái vật nước mũi đã bị hút sạch rồi. Y tá, bạn làm tốt lắm. Cá mập ba có sao không? Các bạn cùng chữa viêm họng cho cá mập ba nhé. Ôi không, vi khuẩn xấu xa. Hãy tiêu diệt những tên vi khuẩn này bằng cách xịt thuốc nào. Vi khuẩn đã bị tiêu diệt. Cuối cùng, ba cần được tiêm một mũi thuốc nữa là xong. Y tá ơi, hãy chuẩn bị ống tiêm nào. Khoan đã, tôi nghĩ tôi khỏe hơn rồi. Đừng lo, cá mập ba nè. Bạn y tá sẽ đảm bảo mũi tiêm không đau đâu. Chỉ châm chích một tí thôi. Tí thôi nè. Wow, xong rồi nè. Hả? Không thấy đau xíu nào luôn. Cá mập ba tu du du tu du giờ thì đã tu du du tu du khỏe mạnh hơn tu du du tu du chữa xong rồi. Tôi thấy khỏe rồi, bệnh cảm đã hết rồi. Thật vui khi thấy mọi người đã khỏe hơn. Ồ, cảm ơn bác sĩ và y tá. Các bạn cảm ơn rất nhiều vì đã cùng mình chữa trị cho các bệnh nhân hôm nay. Lần sau hãy cùng mình chữa bệnh cho mọi người nữa nhé. Tạm biệt. Wow, làm xong rồi. Mình làm xong lâu đài cát rồi. Ôi, mình đói bụng quá. Mình nên về nhà thôi. Con về rồi. Chơi vui không con? Dạ, con đã làm lâu đài cát và đường hầm nè. Wow, món yêu thích của mình là bánh cá. Phải ăn ngay thôi. Khoan, cá mập con, phải rửa tay trước khi ăn nào. Tay con đầy vi khuẩn đó. Nhưng con không muốn đâu. Con muốn ăn mà. Một cái thôi mà. Ngoan nào, mẹ đi với con nhé. Không, con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con ơi, con đâu rồi? Mẹ vừa thấy con chạy vào đấy mà. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem cái đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Có phải cá mập con không? Ồ, là kem đánh răng. Cá mập con có ở đây không ta? Ồ, thì ra là một cái máy sấy tóc. Cá mập con đi đâu mất rồi? Thấy con rồi, cá mập con. Con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con à, nếu con không chịu rửa tay, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho con đó. Hãy cùng nhau hát và đùa vui trong khi chúng ta cùng rửa tay nhé con.
Cùng rửa tay, tu 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 tu. Cùng xà bông, tu 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 tu. Sạch và thơm, tu 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 tu. Hãy rửa tay. Wow! Vui quá mẹ ơi. Giờ tay của con sạch sẽ rồi nè. Thấy không? Tay sạch sẽ là mình cảm thấy dễ chịu. Ô, cá mập con, mẹ nghĩ con cũng nên rửa mặt đó. Rửa mặt sao? Không, con không muốn rửa mặt đâu. Ô, cá mập con. Cá mập con ra đây một chút được không? Ủa, mình nghĩ cá mập con đang đâu đây thôi. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem chiếc đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Bà sẽ tìm được con thôi. Con đấy rồi. Hả? Là một chú vịt vàng sao? Thấy con rồi, cá mập con à. Ba à, con không muốn rửa mặt đâu. Nhưng mà rửa mặt xong sẽ sảng khoái lắm đó. Để ba giúp con. Rửa mặt thôi, tu du du tu du, cùng xà bông, tu du du tu du, sạch và thơm, tu du du tu du, hãy rửa mặt. Wow! Thấy sao nào, cá mập con, sảng khoái đúng không? Dạ, mặt con đẹp hơn nhiều rồi nè. Sao con không đi tắm luôn, cho sạch hơn nè. Cả người con toàn là vết bẩn kia kìa. Con không thích đi tắm chút nào. Ôi trời ơi. Ôi, con xin lỗi ông. Con không cố ý đâu. Cá mập con, cả người con toàn là bùn đất kìa. Con nhảy vào bồn như vậy giờ nước dơ hết rồi. Hãy mau đi tắm với xà bông cho sạch đi con. Ờ, con không thích đi tắm đâu. Cá mập con, theo ông nào. Wow, đây là đâu? À, mình đang ở trong phòng tắm. Ô, bồn tắm bị mất của ông nè. Cá mập con, hãy chà rửa bằng xà bông nào. Cùng đi tắm, châu đâu đâu tôi đâu, cùng xà bông, châu đâu đâu tôi đâu, sạch và thơm, châu đâu đâu tôi đâu, đi tắm thôi. Cá mập con, giờ con sạch sẽ rồi đó. Dạ, con thấy thật sảng khoái. Thật là vui. Ôi không, cá mập con, ông nghĩ con phải đi đánh răng thôi. Cùng bơi sang bên kia nào. Ba ơi, cá mập con tới rồi. Hả? Cá mập bà đâu mất rồi? Cùng ông đi tìm cá mập bà nhé. Này bà ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Tôi ở đây nè. Hả? Ở đâu? Con không thấy bà. Bà đây. Ô hô 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 hô. Bà ơi, nãy giờ bà ở đâu? Bà à, bộ trang phục gì đây? Tôi hóa trang thành bà tiên răng. Thấy sao nè? Cá mập con đã đánh răng chưa nào? Bà ơi, con thật sự phải đánh răng sao ạ? Tất nhiên, cá mập con, nhìn nè, ta dùng bạc chải nè, rồi đánh thật đều lên răng, để loại bỏ hết vi khuẩn nè, và rồi răng chúng ta sẽ khỏe đẹp hơn. Con đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh răng nha. Cùng chải răng, tu 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 tu, cùng bàn chải, tu 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 tu, thật đều nha, tu 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 tu, chải răng.
nào, cá mập con, răng con sáng bóng rồi kìa. Thật à? À, thật thoải mái. Cùng rửa tay, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa tay. Rửa mặt thôi, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa mặt. Cùng đi tắm, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, đi tắm thôi. Cùng chải răng, chư đu 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 đu, cùng bàn chải, chư đu 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 đu, thật đều nhé, chư đu 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 đu, chải răng nào. Wow, mình thật sạch và sáng bóng. Cá mập con, trông con sạch sẽ hơn rồi đó. Con có thể ăn bánh được rồi, giờ tay con sạch rồi mà. Yay, giờ con có thể ăn chiếc bánh thơm ngon này và sẽ đi đánh răng lại sao? Ôi bẩn quá, đi tắm thôi. Hãy cùng tắm thôi nào, hãy cùng tắm thôi nào. Ngâm nước, ngâm nước. Bệnh, chúng mình sẽ giúp bạn khỏe lại. Đây là bệnh viện cá mập con. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau giúp cho những bệnh nhân khỏe mạnh lại nhé. Hả? Không biết hôm nay ai sẽ tới bệnh viện đây. Ôi! À, là những bạn thú ăn thịt. Sợ quá đi. Nhưng mà trong họ rất cần sự giúp đỡ đó. Các bạn cùng đi vào bệnh viện nào. Người đầu tiên, mời sư tử vào trong. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Mình đã đánh nhau với bạn hộ nè. Đầu bạn bị thương đau lắm đúng không? Nhức quá đi thôi, ôi đau quá đi. Mình sẽ giúp bạn ngay thôi. Các bạn cùng giúp mình và y tá chữa bệnh nữa nhé. Hả? Khuôn mặt và cái bờm của tôi trông tệ quá. Bạn sẽ sớm hồi phục sau khi được chữa trị thôi nè. Hãy lau mặt trước đã. Được rồi, mặt của bạn đã sạch sẽ rồi. Dốt, đúng là gương mặt đẹp trai. Để mình xem qua vết thương nhé. Hả? Kính lúp và thuốc ở đâu rồi ta? Phải đây không? Ngon quá đi. Ôi, đó không phải kính lúp mà là bánh kẹo. À, có nhiều vi khuẩn quá kìa. Âu, 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 âu. Bạn làm tốt lắm.
bạn sắp khỏe lại rồi đó. Giờ cần dán thêm băng cá nhân để ngăn vi khuẩn xâm nhập lại vào vết thương. Xong rồi, giờ bạn sẽ không còn đau nữa. Bạn xưa tu tu đu đu tu đu giờ thì đã tu đu đu tu đu chẳng còn đau tu đu đu tu đu chữa xong rồi. Woohoo, cảm ơn đã chữa cho tôi. Giờ tôi có thể đi chơi được rồi. Thật vui khi bạn đã khỏe trở lại. Từ giờ về sau đừng đánh nhau nữa nhé. Các bạn nên hòa thuận với nhau. Bạn bị gì đây? Tại sao phải đến đây? Tôi đau ở đuôi khi đi bắt cá nè. Ow, ow. Vậy là bạn đã bị cá cắn đuôi. Ôi, 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 đau quá đi. Trông có vẻ đau lắm đây. Tụi mình sẽ giúp bạn đỡ đau. Trước tiên, ta cần gỡ những con cá ăn thịt đáng sợ này ra. Phải làm sao đây ta? Ôi đau quá đi. Cố lên nào. Y tá đang giúp bạn gỡ cá ra nhanh thôi. Một, hai, ba. Xong rồi. Giỏi lắm các bạn. Đã gỡ được hết cá ăn thịt ra rồi. Cùng thoa thuốc lên chỗ vết thương để sát khuẩn cho nó nhé. Hả? Có hai loại thuốc để chúng ta sử dụng. Ta nên chọn cái nào đây? Được rồi, hãy chọn tiếp thứ hai nào. Ồ, cái gì vậy? Chữa cho mình nhanh đi. Ôi không, đó không phải là thuốc, đó là sơn. Mình xin lỗi, mình sẽ thoa thuốc lên ngay thôi. Ow, 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 ow. Đau lắm phải không? Sẽ mau hết thôi. Ta cần dùng băng vải để băng vết thương lại để nó không bị nặng thêm. Bạn thích băng vải màu gì nè? Được rồi, hãy chọn màu tím nhé. Wow, các bạn, nhờ các bạn mà báo đốm khỏe lại rồi. Bạn bao đốm chu đu 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 giờ thì đã chu đu 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 chẳng còn đau chu đu 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 chữa xong rồi. Cái đu tuyệt vời của mình đã trở lại. Bác sĩ, y tá, các bạn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Chân tôi đau rất nhiều. Bạn bị đạp gai ở dưới chân kia. Ôi ôi đau quá. Chắc là đau lắm nhỉ? Bọn mình sẽ giúp bạn ngay. Chúng ta phải lấy gai nhọn ra trước đã. Các bạn cùng lấy gai ra từ từ và cẩn thận nào. Cái gai này đâm sâu quá. Ồ, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Được rồi, thật tuyệt vời. Ôi, đau quá. Đã lấy gai ra hết rồi, chắc là đau lắm đây. Nhưng bạn làm tốt lắm. Nào, cùng thoa thuốc lên nhé. Đã loại bỏ hết vi khuẩn rồi. Y tá, bạn thật tuyệt vời. Với thuốc này thì vết thương của bạn sẽ mau lành thôi. Gần xong rồi. Ta cần lấy băng vải để băng lại nữa.
Vậy là đã chữa xong rồi. Bạn sẽ hồi phục nhanh thôi. Mừng quá đi. Bạn gấu cười lại rồi kìa. Là bạn gấu giờ thì đã chẳng còn đau, chữa xong rồi. Bạn nhớ đi đường cẩn thận nhé. Đừng quên nhìn trước nhìn sau đó. Các bạn hãy nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ và y tá. Nhờ các bạn, chúng ta đã chữa trị cho họ khỏe lại rồi. Lần sau, cùng giúp bọn mình chữa bệnh nữa nhé. Tạm biệt. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tổ chức tiệc sinh nhật nè. Nhưng mà sao các bạn mình vẫn chưa tới nhỉ? Mọi người nói là sẽ tới mà. Ôi, chắc mình sẽ phải chơi xếp chữ cái một mình rồi. Ôi không, các chữ cái bị trôi đi mất rồi. Các bạn cùng bắt chữ cái lại nào. Ba ơi, ba có thấy chữ cái nào trôi qua đây không? Con thử tìm ở cái khay kia xem. Có thể chúng nằm cạnh đồ trang trí đó. Ồ, cùng tìm ở cái khay kia nào. Toàn là con trai và sao biển thôi. Những chữ cái đâu rồi? À ha, tìm được rồi. Là chữ A, B và C. Mình nghĩ chữ D chỉ đang ở lanh quanh đâu đây thôi. Wow, tìm được rồi. Chữ D ở trên cái bánh donut. Cùng xếp các chữ cái lên bảng xếp hình nào. A, B, C, D. Wow, mình làm được rồi. Cùng đi đến phòng khách tiếp theo nào. Wow, tìm được rồi. Chữ Y nè. Ồ, tìm thấy một chữ cái nữa nè. Là chữ F. Chữ tiếp theo là chữ G. Bạn có thấy nó ở đâu không? Mình không thấy nó. Hả? Đuôi của ai đây? Cá mập con, chữ G ở đây nè. Để bà sẽ đưa nó cho con nha. Wow, tìm được rồi. Con cảm ơn cá mập bà. Chữ tiếp theo là chữ H. Nhưng mình nghĩ nó không có ở đây đâu. Mình phải đi tìm chỗ khác thôi. Cá mập con, nếu con trả lời đúng câu đố của mẹ, mẹ sẽ cho con chữ H. Chữ nào có nghĩa là nhà nè. Còn chữ nào khác chữ house? Con biết rồi. H-O-M-E. Home. Đúng không mẹ? Wow. Chính xác rồi. Thông minh lắm cá mập con. Chữ H của con đây. Cảm ơn mẹ. Các bạn cùng đặt các chữ cái lên bảng nhé. E, F, G, H. Được rồi. Tìm tiếp ở đâu bây giờ? Đúng vậy. Cùng tới phòng của mình nào. Nào, cùng nhau đi tìm I, J, K, L. Hả? Mình không thấy chữ cái nào hết. Ồ, đuôi của ai đây? Một chiếc đuôi cá mập màu xanh lá. Chính là tôi, cá mập ông đây. Cá mập con,
ông đã chuẩn bị kem ngon cho con và các bạn rồi nè. Con có muốn ăn kem không? Dạ muốn. Ồ, là chữ ai? Nó ở trên đầu của cây kem nè. Ồ, cá mập con. Có cái gì đang nhảy ở kia kìa. À ha, là chữ J. Chữ J đang nhảy kìa. Nào, chữ K và L đang ở đâu nhỉ? Thấu bông à. Các con có thấy chữ K và L không? Wow, tìm được rồi. Bạn gấu koala đang giữ chữ K, còn bạn sư tử đang giữ chữ L kìa. Vui quá đi. I, J, K, L. Ồ, chúng ta chưa tìm ở phòng 8. Mình chắc chắn cái chữ cái sẽ có trong đó. Ồ, mình tìm thấy một chữ rồi. Là chữ M. Ta cần tìm chữ N nữa. Ở đâu đây ta? Ồ, chữ N rơi ra từ tờ báo kìa. Nhưng mà ai đang ngồi đọc báo vậy nhỉ? Ôi không. Ai đó vừa xì hơi và chạy đi mất rồi. Tìm ra chữ O cái đã. Nó sẽ ở đâu ta? Nó đây rồi. Chữ O. Cùng đặt chúng lên bảng chữ cái nào. M, N, O. Hả? Nghe như tiếng bạn của mình vậy. Đi nhanh nào. Ủa, một cái đuôi. Nhưng đuôi của ai đây? Ta-da, ngạc nhiên chưa nè. Mình là anh trai của cá mập con, Bruno. Mình là chị gái của cá mập con, Sid. Và mình là bạn thân của cá mập con, William. Bruno, Sid, William. Mình tưởng mọi người đã quên sinh nhật mình. Sao mà quên được chứ? Cá mập con, sao em không lấy chữ P kia kìa? Wow, tìm được rồi. Là chữ P. Nhưng cái gì đây? Đây là piñata. Em hãy dùng gậy đập vỡ nó và món quà bất ngờ bên trong sẽ xuất hiện. Ha. Wow, toàn là kẹo ngon kìa. Và mình tìm được vài chữ nữa nè. Q, R, S. Chúng ta cùng nhau đi ăn kẹo nào. Cá mập con, mình thấy có gì đó ở kia kìa. Ồ, là cái gì vậy? Wow, bong bóng. Và một vài chữ cái ở bên trong kìa. Cùng làm vỡ bong bóng và lấy các chữ cái ra nào. Chữ T. Và chữ U nè. Và cuối cùng là chữ V. Ồ, cá mập con, có vài người bạn đang trốn kìa. Đúng rồi. Tìm được các bạn rồi nè. Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn các bạn vì đã đến. Nào, cùng tổ chức tiệc thôi. Yay. Q, R, S, T, U, V. Mọi người đông đủ cả rồi, bắt đầu bữa tiệc nào. Mừng ngày cá mập con sinh ra đời.
ta hát vang mừng sinh nhật. Yay! Chúc mừng sinh nhật cá mập con. Cảm ơn mọi người. Cá mập con, ông bà có quà tặng con nè. Con có muốn mở quà không? Dạ có. W-H-Y-Z. Wow! Tìm được hết cái chữ cái rồi. Wow! Đúng là món quà mình thích nè. Cảm ơn mọi người. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.